Hôm nay gia đình Út không có nấu cơm ở cả nhà thì mình sẽ đi ra ngoài mua mì nha cả nhà. Ông xã Út đang đổ đó là cái bọc lố mì, người qua người ta gọi là lố mì nha cả nhà, là cọng mì nó bự bự á, mà người ta nấu cái nước canh đó là có trứng cả nhà, thành nó có hơi độ sệt sệt á, mình sẽ để giấm đen vào ăn. Còn cái mì này là mì Hokkaimi. Hokkaimi là cái loại mì này là của người qua Hokkaimi là sòng mò lĩnh là công an chia trên lĩnh. Hokkaimi là món ăn của người Phu Chen đó cả nhà. Người qua cũng chia ra nhiều chủng tộc đó cả nhà. Người qua có nhiều tiếng nữa, có tiếng phổ thông, tiếng Hokkien, tiếng Khần Tông á cả nhà, tiếng Phúc Kiến. Còn bọc này là bọc cơm chiên á cả nhà, mình mua về thì người ta mình gói về nhà người ta sẽ gói về nè cả nhà. Thường những món ăn này thì nhiều không phải là đầu bếp người mà qua xào đâu cả nhà, bởi vì đây là đầu bếp mà người Myanmar xào nha cả nhà.
Còn cái bọc này cũng như là sa tế đó cả nhà. Cái bọc này cũng như là sa tế với ớt, ớt với nước tương đó cả nhà. À, còn cái này Út sẽ ăn, Út sẽ ăn cái loại mì Út quên này, mì trứng xào cả nhà. Xin là xin men này con. Xin. Ê, hát một mắm yêu phai nè. Ê, TV tên hoa anh thật xin về máy sẽ. Út sẽ nặng thêm một trái chanh nha, một trái tắc vào cả nhà. Xào như vậy cũng giống như người Ấn Độ người ta xào mì gói vậy cả nhà. Người Ấn Độ người ta xào mì gói cũng như vậy nè. Bây giờ Út sẽ... Hình sao hả? Cung hả? Hình sao mà má quay à? Như không sửa bắp thanh ấy. Cơm chiên rồi cả nhà. Cơm chiên người ta xào như vậy nè. Làm sao mà mã quy ra cho hổng ha. Cái này là thịt xá xíu á cả nhà. Thịt xá xíu à, đậu đũa. Đậu đũa sắc mỏng mỏng á cả nhà. Người ta xào rồi trứng rồi vô vậy đó. Bây giờ Út mời cả nhà mình ăn nha. Sẽ cho con ăn cơm chiên trước. Đúng không? Đúng không? Biến sửa lại nó. Đeo hết miệng. Đi 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 đ
Cái nào rồi Mì trứng xào cả nhà ơi, úp mày cả nhà nha. Nói đâu không ăn Cái này tha tế cả nhà. Mà ở chị ăn mình chào 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 chào
Đấy. Múc gì sang đây. Cho xào có để cải thảo nữa nha. Cải thảo, giá, thịt xa xíu, rồi có hành tây nữa. Con cho mà ăn nè. Chưa sao ban nào rồi con hả? Cái nào cho mà má cái sức. Cho chó. Đi ra. Chứ mày đào sâu thì mày đang nó mới nó cùi mày chân mày bỏ cái ra. Sao mà má xóa đi á? Làm dạ. Mà má thuê, mà má thuê. Nè, cầm cái quay nó. Nè, chú nhìn nè. Nóng quá cả nhà. Úc không có thổi. Không có thổi nguội nó, đúc nó, nghe nó nóng. Nó học lưỡi nhỏ tội nghiệp. Dạ má thuê á, tên xe Thank you.
Con học sinh sao bắt học sinh này làm gì? Hả? Bỏ rồi con. Cơm chiên ngon ghê cả nhà ơi. Người ta xào cơm chiên ngon nó khô quá, thành ra rất là ngon luôn. Xào phan này đó. Nó có một con nào chăng à? Nhiều. Chúng ta bỏ. Ừ, đúng rồi, phong tư, bỏ hai cái dâu rồi. Ngon đó. Ngon. Con gái em mắc cỡ nha. Không có chịu quay video, thành ra nó vậy đó. Con gà nịa. Bắt đầu cũng ngon. Dạ. Thường thì Út quay đâu là Út cho nó ăn trước rồi. Tại hôm nay mua về á, đói bụng quá thì xúm nhau ăn. Thành ra nó phải đút trước. À, mẹ đút nó nha. Nói có phân, nó chứng minh nhiều. Cơm chiên này cả nhà, ngon ghê luôn cả nhà ơi. Còn ăn ngon chứ chứ hay chào. Nhằm bữa chiên ăn ngon, nhằm bữa chiên ăn ngon cả nhà. Có vẻ đúng không? Nên sư nhiều chú rồi. Chúng ta phải tính năng lượng sự. Con trai cũng thích ăn mì này nè cả nhà, chứ mà cơm chiên cũng không ăn hả? Video cũng dài rồi, Út kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video lần sau nha. Nếu thích video nhớ bấm đăng ký, like, chia sẻ và ủng hộ kênh của Út nha cả nhà, để kênh càng ngày phát triển hơn nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.